Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em vừa về một chiếc Toyota Cross màu đen phiên bản 1.8V vừa cẩu từ cảng về. Xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và như anh chị thấy đây là có những cái miếng màu trắng ấy, là cái miếng mềm, miếng bên em dán bảo vệ xe sau khi mà đi qua tàu biển để tránh xương rồi các thứ bụi bặm đấy ạ. Thì trong khuôn khổ này thì em xin phép là giới thiệu anh chị ngoại thất về một chiếc xe Toyota Cross, một chiếc xe mới ra mắt được khoảng 2 năm, gần 2 năm mà đã lọt top 1 của những dòng xe crossover. Cross thì được phân phối ở thị trường Việt Nam với 3 phiên bản là 1.8G, giá niêm yết là 730 triệu, phiên bản 1.8V, trước mắt chúng ta đây là 830 triệu và phiên bản cao cấp nhất là phiên bản sang điện 910 triệu. Mà để phân biệt giữa các phiên bản, thứ nhất là phiên bản 1.8G thì có máy móc này, khung gầm, động cơ, kích thước đều giống với phiên bản 1.8V. Tuy nhiên là về cái 1.8G sẽ thua 1.8V về các tính năng an toàn, một chút về ngoại hình. Thứ nhất là tính an toàn là về Toyota City Sense, cái hỗ trợ phanh khẩn cấp này, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ cảnh báo tiền va chạm, rồi giữ tốc độ thích ứng. Ngoài ra về ngoại hình thì khác về các cái miếng ốp chrome này, khác về đèn. Đèn thì vẫn bản G thì được trang bị là đèn halogen thôi, còn bản 1.8V và 1.8HP thì được trang bị là đèn bi LED. Ngoài ra thì như anh chị thấy đây, dưới logo đây là cái camera 60 thì chỉ được trang bị ở trên bản 1.8V và 1.8HP. 1.8G thì cũng thiếu mất một chi tiết nữa là cái cửa sổ trời và cũng như là cái giá nóc, cũng chỉ được trang bị trên phiên bản 1.8V và 1.8HP. Còn như anh chị thấy là ở hông xe này thì phiên bản 1.8V và 1.8HP thì đều được trang bị là la răng phay xước và kèm với lốp Michelin. Tuy nhiên là phiên bản 1.8G thì được trang bị la răng đúc nhỏ hơn và trang bị lốp Brit thôi. Ngoài ra nữa, một chi tiết nữa là bản 1.8G thì chỉ được trang bị màn hình nhỏ hơn, không được trang bị màn hình đẹp như là phiên bản hai phiên bản trên. Còn để phân biệt so sánh giữa phiên bản 1.8V và 1.8HV thì 1.8V thì cái tính năng về option này cũng như là về kích thước cũng như về các tính năng an toàn thì đều giống phiên bản cao cấp nhất là phiên bản xăng điện. Tuy nhiên là chỉ khác một cái yếu tố lớn nhất là một bản thuần xăng, một cái là thuần xăng điện, hai bản chênh nhau 90 triệu. Trong khuôn khổ video nhanh như này thì em xin phép giới thiệu anh chị về ngoại thất của chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8V màu đen và cập nhật cho anh chị một chút về thông tin xe. Nếu anh chị nào cần tư vấn thêm về xe cũng như là về các cái chính sách khác, thông tin khác về để mua xe thì có thể liên hệ giúp em vào số hotline trên màn hình nhé. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.